Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Công nghệ Review. Trong tầm giá khoảng trên dưới 2 triệu đồng thì có một cái chiếc điện thoại nào mà các bạn có thể sử dụng được lâu bền, có thể chơi game được hay không? Có chứ. Có cho nên chúng ta mới có video ngày hôm nay top những chiếc điện thoại ở bên cạnh bạn bền lâu hơn cả người yêu cũ của các bạn trong tầm giá chỉ 2 triệu đồng. Bắt đầu thôi. Mở đầu cho video ngày hôm nay chính là con Xiaomi Redmi 9A. Với cái mức giá chưa tới 2 triệu đồng là các bạn có thể đập hộp một cái sản phẩm hoàn toàn mới toanh luôn. Và có rất là nhiều bạn nói với mình là chiếc Redmi 9A này chỉ phù hợp để sử dụng là máy phụ thôi, tại vì nó có đầy đủ một cái yếu tố để trở thành một chiếc máy phụ. Ví dụ như là màn hình to 6.5 inch, chất lượng HD cộng nè, hay là viên pin 5000mAh. Cùng theo đó là một cái giao diện dễ sử dụng mặc dù là không quá xuất sắc. Tuy nhiên, đối với mình chiếc điện thoại này có thể trở thành một chiếc điện thoại chính đối với phụ huynh lớn tuổi nè, người mà chỉ chú trọng vào để xem YouTube hoặc là xem livestream, hoặc là những cái bạn nhỏ chuẩn bị quay trở lại trường để học chính thức nè. Thì khi mà các bạn mang chiếc điện thoại này thì các bạn không phải sợ bị cướp giật, có đúng không? Và ngoài ra với chiếc điện thoại này thì chúng ta cũng được trang bị một cái camera ở phía sau 13 megapixel, vừa đủ để cho các bạn check in thôi chứ chất lượng thì không phải bàn tới. Và tiếp theo thì về hiệu năng thì chúng ta sẽ có một con chip là MediaTek G25. Con chip này thì chắc chắn là mình nghĩ là nó không đủ để cho những cái tác vụ quá mạnh rồi, các bạn chỉ ổn cho những cái tác vụ bình thường thôi. Con bé ở nhà mình nó vẫn sử dụng cái điện thoại này để cố gắng leo rank Liên Quân. Tuy nhiên là ngạc nhiên là nó vẫn cố leo rank được, nhưng mà mình cũng không biết là cái trải nghiệm là nó có quá chập chờn hay không. Và nếu mà muốn biết trải nghiệm như thế nào thì chắc là các bạn phải mua về dùng thử thì mới biết. Và tóm lại thì mình cảm thấy với một cái mức giá là chưa tới 2 triệu đồng thì con điện thoại này vẫn là một cái sự lựa chọn quá là an toàn và quá là ổn định cho các bạn đi đó chứ. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chiếc VMAX Star 5. Hiện tại thì mình biết các bạn cũng hơi lo ngại tại vì VinGroup họ đã không còn sản xuất điện thoại nữa rồi. Tuy nhiên, họ đã rất là trách nhiệm khi mà đảm bảo là sẽ bảo hành hết tất cả những cái sản phẩm smartphone của họ. Cho nên là các bạn cứ yên tâm khi tậu nó về nha. Và chiếc điện thoại VMAX Star 5 này của chúng ta cũng sẽ sở hữu một màn hình là 6.5 inch, kèm theo đó là màn hình HD cộng giống như cái con điện thoại ở trên. Và thật sự thì mình cảm thấy VMAX Star 5 nó có một cái màn hình làm cho mình rất là dễ chịu mắt á. Nhưng mà dĩ nhiên là mình vẫn có một cái điểm trừ nhỏ, đó chính là tất cả những chiếc điện thoại VMAX của nhà Vin dường như là cả ánh sáng của nó lúc nào cũng thấp hơn là những chiếc điện thoại khác trong tầm giá. Tuy nhiên đối với mình thì nó được này mất kia thôi, tại vì chiếc VMAX Star 5 của chúng ta được trang bị tới cụm 3 camera ở phía sau, ống kính chính 13 megapixel. Khả năng thì các bạn sẽ vẫn chụp ảnh vừa đủ trong môi trường đủ sáng, và những cái tính năng mà cao hơn thì VMAX họ vẫn chưa có được hoàn thiện lắm. Tuy nhiên đây có thể là một chiếc điện thoại có nhiều camera và có nhiều cái tính năng chụp ảnh nhất trong cái tầm giá này. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái cấu hình của con này. Thì chúng ta sẽ có một cái con chip là MediaTek Helio G35. Với con chip này thì nếu như mà các bạn chấp nhận tối ưu cái game của mình ở cái mức là 30fps thôi thì chắc chắn là các bạn vẫn có thể chơi Liên Quân được, tại vì nó được trang bị RAM 3GB lận, cho nên khả năng là nó chơi game sẽ tốt hơn cái con ở trên. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một viên pin trâu là 5000mAh, sẵn sàng cho các bạn sử dụng điện thoại trong một ngày luôn mà không cần phải lo nghĩ tới cái chuyện hết pin. Và cuối cùng có một cái điểm mà mình biết là các bạn cũng khá là lo nghĩ, đó chính là phần mềm VOS 4.0 thật sự là chưa có tối ưu ở cái mức tốt nhất cho người dùng. Tuy nhiên bỏ qua những cái lỗi này thì với cái mức giá tầm đâu khoảng 2 triệu và 2 triệu 3 thì mình cảm thấy là chiếc điện thoại này vẫn xứng đáng để các bạn tậu về. Và ứng cử viên số 3 trong video ngày hôm nay sẽ là con Realme C3i. Và đây sẽ là chiếc điện thoại mà có thiết kế là mình thích nhất trong cái phân khúc giá này. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một cái màn hình cạnh tranh là 6.5 inch chất lượng HD cộng. Bên cạnh đó thì phía sau nó được trang bị cụm camera kép với ống kính chính là 12 megapixel. Đối với mình thì cái chất lượng và cái màu sắc ảnh của em này là tương đối tốt trong môi trường đủ sáng. Dĩ nhiên các tính năng khác thì em này cũng vẫn chưa có làm việc tốt. Ngoài ra nếu mà có một cái khuyết điểm nữa, đó chính là cái màu ảnh của nó hơi bệt so với cái chủ thể bên ngoài. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái trải nghiệm màn hình nha. Thật sự thì cái trải nghiệm màn hình em này cũng tương đối tốt đó. Tuy nhiên mỗi khi mà mình xem YouTube hay là chơi game toàn màn hình thì lúc nào cái màn hình nó cũng hơi rỗ một tí. Nhưng mà thôi, được này thì chúng ta sẽ mất cái kia. Và nếu mất điểm về màn hình rồi thì chúng ta sẽ được lại về con chip. Với chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có một cái con chip là Helio G70. Và cái con chip này thì chắc chắn là các bạn có thể chơi được từ tốc chiến cho tới Free Fire.
Chỉ cần các bạn để 30fps thôi, thậm chí là đôi lúc các bạn có thể vươn lên 60fps cũng được. Nhưng mà mấy lúc giao tranh chắc là nó hơi rớt một tí, nhưng mà nó vẫn chơi game ổn hơn hai con ở trên. Và nó vẫn là một cái viên pin 5000mAh cho các bạn sử dụng thoải mái. Và các bạn xem video tới đây các bạn có thấy nản không? Tại vì tất cả những chiếc điện thoại mà có thể mới, có thể đập hộp thì lúc nào con chip nó cũng lèo tèo hết. Bây giờ các bạn game thủ mà muốn mua một chiếc điện thoại tầm 2 triệu chơi game thì phải như thế nào đúng không? Thì tiếp theo cuối video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một con điện thoại cũ nhưng mà chip ngon để cho các bạn có thể lựa chọn. Đó chính là con LG G7 ThinQ. Và các bạn sẽ được gì nếu mà mua một cái con điện thoại đã hơn 2 năm tuổi này? Đầu tiên là các bạn sẽ được một con chip ngon Snapdragon 845 tiến trình 10nm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có RAM 6GB và nhớ trong tối thiểu là 128GB. Mặt khác thì mình cũng sẽ nói một chút về cái màn hình của con điện thoại này. Thì màn hình của con điện thoại này dù đã ra hơn 2 năm rồi, nhưng mà cái thời điểm ra mắt thì nó đã có cái màn hình tai thỏ khá là hiện đại, với cái kích thước màn hình đâu đó khoảng là 6.1 inch thôi và tấm nền là IPS LCD. Tuy nhiên với cái chất lượng 2K và với cái tầm giá của nó thì thời điểm mới ra thì nó cũng nằm ở phân khúc flagship rồi, cho nên cái màn hình của nó cực kỳ trong và màu sắc cực kỳ nịnh mắt luôn. Tiếp theo thì về hiệu năng thì như mình đã nói ở trên rồi đó, chúng ta sẽ có một con chip ROG 845. Và với cái con chip này thì mình thách luôn cả Call of Duty, thách luôn cả Tốc Chiến và thách luôn cả PUBG đó. Tại vì chắc chắn là các bạn sẽ còn chơi tốt nó trong vòng khoảng 1 năm tới nữa. Riêng nói về camera của nó thì chúng ta sẽ có cụm camera kép ở phía sau 16MP. Thật sự là hãng LG họ rất là chỉnh chu cho các camera của họ, nhưng mà thật sự thì mình chưa bao giờ hài lòng hết. Và cái camera này cũng vậy, về khả năng chụp ảnh thì trong môi trường đủ sáng nó vẫn làm việc tốt, nhưng nếu mà các bạn chụp ảnh góc rộng hay một số tính năng nâng cao khác thì nó lộ khuyết điểm ngay. Tuy nhiên là đã ra mắt hơn 2 năm rồi cho nên chúng ta không thể yêu cầu nhiều được. Ưu điểm nữa đó chính là khả năng quay video của nó cũng tương đối tốt. Nếu như mà các bạn là một người hay quay video TikTok chẳng hạn thì có thể là các bạn sẽ phù hợp với con điện thoại này. Và hồi nãy giờ mình đã nói ưu điểm rồi, bây giờ mình sẽ nói về khuyết điểm. Khuyết điểm đó chính là con này có thời lượng pin hơi lèo tèo một tí, đó chính là 3000mAh mà phải gắn cho cái màn hình 2K cho nên cái thời gian sử dụng của nó hơi thấp. Bên cạnh đó thì LG hiện tại họ đã không còn sản xuất điện thoại ở cái thị trường Việt Nam nữa rồi, cho nên tất cả những cái sản phẩm mà các bạn mua nó sẽ thiên về là sản phẩm xách tay hoặc là sản phẩm mua cũ. Thế nên là cái khả năng sửa chữa hoặc bảo hành nó hơi khó một tí. Nhưng mà không sao đâu, nếu như mà các bạn có thể chấp nhận được những cái khuyết điểm này thì đây vẫn là một chiếc điện thoại cũ cực kỳ đáng mua trong cái tầm giá này. Vậy là vừa rồi mình đã kể tên ra 4 chiếc điện thoại trong tầm giá trên dưới 2 triệu mà mình cảm thấy là các bạn đáng để mua về. Không biết là còn cái con điện thoại nào trong tầm giá này mà mình quên chưa nhắc tới hay không? Các bạn có thể để lại comment phía dưới nha. Mình sẽ review tất cả những cái con điện thoại mà các bạn yêu cầu. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!